Chào các bạn, mình là Johnny. Hiện tại thì mình đang chơi trên cái sàn Casarón và mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm chơi. Hiện tại các bạn thấy là cái số dư tài khoản mình chơi tầm khoảng gần 0.41 bit. Thì nó tương ứng khoảng 418.000 Satoshi. Thì trong tầm khoảng mình sẽ chơi test cho các bạn tầm khoảng 10 phút, 10 15 phút. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lên được bao nhiêu. Đây là mình chia sẻ, ví dụ vực lẫy thì trong một vài lệnh nhìn theo sóng mình đã 10.000 này, 10.000 này, các bạn thấy về cột profit ạ. Nói chung là mình cũng kiếm được khoảng 22.000 rồi trong vòng tầm khoảng 5 phút, khoảng khoảng đấy. Thì bây giờ mình tiếp tục chia sẻ với các bạn là mình chơi ở chế độ bằng tay như thế nào, mà làm thế nào. Thì mình có một cái kinh nghiệm ở đây, các bạn thấy là nó theo các cái chu kỳ hút và xả thôi. Các bạn thấy ở bây giờ chu kỳ hút xong thì đang xả rất là mạnh như này. Đây, xả rất mạnh nhưng mình có các ngưỡng an toàn thôi, thì chơi thì làm sao để đạt được cái biên độ lợi nhuận. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây trong vòng 5 phút thì mình đã có lợi nhuận khoảng 22.000, 10.000, 10.000 này, 2.000 này, thì nó sẽ bằng bao nhiêu. Thì mình sẽ test cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ thấy là có phẩm cái trang này, BUSD này. Là các bạn sẽ nhìn nó có một cái trang để quy đổi. Đây, một cái trang để quy đổi 22.000, bạn gõ số 22.000 Satoshi ở đây thì nó bằng khoảng 80 đô la. Đó, cũng rất tốt đúng không ạ? Đây thì ở đây bạn thấy mà nó vừa crash xong này. Đó. Thì các bạn rất là cẩn thận. Trong các cái đợt mà crash đấy như thế thì nói chung là sẽ đứt trong cái crash đấy. Ở đây mình đang để một cái số vốn để chạy đó, nó khoảng 10.000 nhân 1.2. Đây cũng là một gợi ý, nếu tùy sóng chẳng hạn đấy, sau tùy sóng sau này khi mình nhìn quen rồi mình biết à có cái sóng này có thể là mình sẽ ăn được. Các bạn sẽ để ở một cái khoảng an toàn. Khoảng 1.2 để an toàn hơn thì mình để crash thêm một cái nữa đi. Chẳng hạn đây thì bắt đầu mình sẽ tham gia. Đây là dạng crash, dạng xen kẽ, các bạn khá là cẩn trọng. Các bạn để ý số dư của mình hiện tại đang khoảng 418.000 Satoshi. 418.000 thì nó sẽ bằng bao nhiêu tiền? Thì nó sẽ bằng khoảng 1.600 đô la. Mình bắt đầu tham gia. Đó, vượt qua 1.2 thì các bạn thấy ở đây mình đã thu về khoảng 2.000 Satoshi trong một cái lệnh. 2.000 Satoshi sẽ bằng 8 đô la, cũng ổn đúng không? Mà chúng ta phải chịu khó kiên nhẫn và chúng ta phải quan sát sóng nó đang ở cái chu kỳ nào, chứ không phải là nó mọi việc nó sẽ dễ dàng. Chúng ta cần phải có kinh nghiệm chơi. Ở đây mình chỉ chơi kế cho các bạn xem thôi, và rất là mong có cơ hội để giao lưu với các bạn mà cùng một cái sở thích kiếm tiền như mình. Đó, các bạn thấy chưa? Sau khi các bạn ăn xong đúng không? Nếu mà các bạn tiếp tục với lệnh đó chắc là đây, lệnh sau có thể là các bạn sẽ theo được. Đó, các bạn thấy không? Đấy thì mình có một cái, đây là một cái chiến thuật thôi. Chiến thuật là chơi sau các cái phiên crash thì các bạn sẽ tỷ thể, các bạn sẽ an toàn hơn. Đây, nó lên 1.87 đấy. Nếu mà các bạn chơi ở đây là 2, các bạn thử để ở đây là 2 thì các bạn sẽ chết trong lệnh đấy đúng không? Nhưng ở đây thì mình đang để cái lệnh tầm khoảng 1.2.
ngưỡng an, theo mình cái ngưỡng an toàn thì nó đã rơi tầm khoảng 1.26 rồi, là mình hay chơi lệnh 1.26 mà đấy. Mình cố gắng mình kiên nhẫn thôi. 2.000 đấy, 2.000 Celsius, các bạn nhìn ở bên đây 2.000 Celsius bằng 8 đô ấy, khoảng gần 200 ngàn, nó không hề nhỏ đâu các bạn. Nhưng các bạn nếu các bạn kiếm tiền, các bạn kiên nhẫn thôi. Cái sàn này thì mình đã chơi nó rất là lâu rồi, theo mình biết thì nó thành lập từ năm khoảng năm 2007 đó, thông qua một vài thông qua khá là nhiều năm, nhiều người chơi. Mình chơi đó, cái sàn này cũng phải được hơn một năm nay. Thì bây giờ mình có làm một cái chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn nào muốn chơi thì mình chơi thôi. Để sau hai phiên đấy đúng không? Bây giờ cái tổng cái lượng mình kiếm về cũng rơi vào tầm một 20.000, 26.000 rồi. Mình sẽ chơi test cho các bạn trong tầm vòng 50 phút thôi. Đây là cái chiến thuật mà mình sẽ đợi có cái phiên nó sẽ crash. Chúng ta phải kiên nhẫn. Đây là một cái chiến thuật của các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích có thể subscribe cái kênh của mình. Thì sau này mình sẽ chia sẻ nhiều cái video hơn trong các cái vấn đề về chiến thuật chơi. Tại sao mình làm cái dạng video này đúng không ạ? Nhiều bạn sẽ hỏi tại sao mình phải làm cái dạng video như thế này. Ok, đúng, bởi vì là mình muốn là mình có một tạo ra một cái cộng đồng những người chơi, thì từ đó thì có thể chia sẻ kinh nghiệm và kiếm nhiều tiền hơn đúng không? Mình phải kiếm tiền từ các cái sàn nước ngoài chứ đúng không? Ở đây mình có thể ngồi chơi thực tế cho các bạn xem luôn. Nhưng mà cái này thì các bạn không thể nóng vội được, các bạn phải kiên nhẫn. Khi các bạn nhìn quen rồi, các bạn biết ước lượng đâu là cuối lượng đó, đâu là góc phiên, đâu là phiên xả, phiên hút đó. Thì các bạn khi bạn quen rồi thì nó là một chuyện, nó cũng không quá khó. Đây là mình chơi theo chiến thuật thứ nhất là chơi theo sóng crash, là các bạn sẽ phải đợi crash. Crash là gì ạ? Là nó sẽ về cái mốc rất là nhỏ, và nó sẽ kể cả các bạn đặt nhỏ đi chăng nữa nó cũng sẽ giết các bạn trong cái lệnh đấy. Cái nguyên tắc chơi thì các bạn nắm được rồi. Đây là cái số, nếu cái số của bạn get out này nhỏ hơn cái số mà sàn chạy này thì là bạn thua đúng không? Ở đây mình đang chơi ở cái chế độ rất là cẩn thận, thế không phải lệnh nào mình cũng nhảy đâu, nhảy nhảy vô mình chơi à. Còn tiếp theo nữa, một cái series tiếp theo mình sẽ chơi theo kiểu là mình sẽ cứ lao vào mình chơi chơi theo kiểu free chẳng hạn đấy, thì nó có một phong cách chơi, nhưng mình phải biết được đâu là các chu kỳ, mình chơi theo chu kỳ đâu khác. Ở đây mình đang chơi theo dạng chơi ăn chắc, mình chơi theo dạng ăn chắc là mình sẽ theo cái chỉ số crack, mình chơi thật sự kiên nhẫn. Bởi vì cái việc tính tiền ta trả thì phải vội, là ở đây ạ, khoảng tầm 10 phút thôi đúng không ạ? Một nữa. Đây ạ, 10.000, 20.000, 22, 24, 26.000, 26.000 trong vòng tầm 10 phút. 26.000 bit nhé. Các bạn thấy đây là 104 đô. Nhưng không phải dễ như vậy, các bạn phải kiên nhẫn, thực sự kiên nhẫn. Nếu các bạn nào muốn giao lưu thì có thể subscribe kênh của mình và comment. Chúng ta có thể giao lưu, tạo một cái cộng đồng để chơi thẳng. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Là việc là mình cứ đi kiếm mình cũng không vui lắm. Đấy, ở đây là nó lên tăng lên rất cao rồi. Nhưng rất cao nhưng mà các bạn cũng phải có một cái luật chơi, chúng ta phải chơi ở ngưỡng an toàn đấy, không phải chúng ta phải tham lam được.
Các bạn có thể tùy theo cái mức độ các bạn chơi ở đây, mình đang để mức, bởi vì là cái tài khoản mình khá là nhiều, cũng như về tầm khoảng gần 0,5 bit thì nó rất là thoải mái. Nhưng mà tùy theo cái số dư tài khoản của các bạn mà các bạn chơi, 10.000 thì nó sẽ tương ứng với khoảng bao nhiêu. Đây, nó rơi tầm khoảng 40 đô trong một cái phiên, một cái lệnh như đấy là khoảng 40 đô đấy, nên là cái tiền vốn của mình. Đó, các bạn thấy là bị crash chưa? Đúng không? Thì giờ phiên tiếp theo chúng ta tham gia thôi. Ok, đó, đó là mình trải nghiệm cho các bạn thôi. Đấy, các bạn thấy số dư đã thay đổi chưa? Thay đổi rất là nhiều. À, đây là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ, rất là mong là mình chia sẻ sẽ gặp được những cái người bạn như là những cái người mà có chung sở thích với mình để chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, chúng ta cùng kiếm tiền, chứ không phải mình không muốn là mình cứ kiếm tiền một mình mãi, nó cũng hơi buồn. Được rồi ạ. Các bạn có các bạn có thể rút ra, các bạn làm gì cũng được, rất là thoải mái thôi. Các bạn, xin cảm ơn các bạn theo dõi cái series. Các bạn có thể subscribe kênh để theo dõi những cái chiến thuật tiếp theo là đánh theo chu kỳ, mình sẽ chơi trực tiếp cho các bạn xem luôn. Ok, xin cảm ơn các bạn.